Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức trong ngày hôm nay. Báo Mỹ nói nhóm thân Ukraine có thể phá hoại đường ống Nord Stream. Giới tình báo và ngoại giao ở Mỹ, châu Âu nghi ngờ nhóm thân Ukraine có thể đứng sau vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream, theo Washington Post. Washington Post hôm 7 tháng 3 dẫn các nguồn tin giấu tên trong giới tình báo. Ngoại giao phương Tây cho hay, các điều tra viên vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã phát hiện dấu hiệu cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine từng bàn về khả năng tấn công đường ống này trước khi xảy ra vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022. Nhóm thân Ukraine này sau đó có thể đã tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức phương Tây cho rằng dường như Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức ở Kiev không liên quan tới sự việc này, do Ukraine không muốn làm tổn hại nền tảng ủng hộ của phương Tây dành cho mình. Một quan chức an ninh phương Tây cấp cao cho hay họ chỉ phát hiện các dấu hiệu này sau khi vụ tấn công đường ống xảy ra, khi tình báo Mỹ và châu Âu rà soát dữ liệu để tìm manh mối. Nghi vấn về vai trò của Ukraine trong vụ tấn công được nêu ra hồi cuối năm ngoái, khi các điều tra viên không phát hiện bằng chứng nào cho thấy sự liên quan trực tiếp của Nga với vụ nổ đường ống. Tại Mỹ và châu Âu, một số người lo ngại rằng nếu cuộc tấn công đường ống Nord Stream có liên quan tới Ukraine, điều đó sẽ khiến phương Tây giảm hỗ trợ Kiev. Vụ tấn công Nord Stream đã gây lo ngại về mức độ dễ tổn thương của hệ thống năng lượng ở châu Âu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần này gọi vụ tấn công đường ống Nord Stream là hành vi tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng đối của châu Âu, thêm rằng không nên suy đoán ai đứng phía sau cho tới khi hoàn tất điều tra. Ukraine phủ nhận mọi cáo buộc về hành động tấn công đường ống Nord Stream. Mykhailo Bodanyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, khẳng định đất nước của ông sẽ không làm những điều gây bất ổn khu vực, cũng như phân tán sự chú ý về chiến sự, điều vốn không có lợi cho Kiev. Seymour Hersh, nhà báo điều tra kỳ cựu của Mỹ, tháng trước còn công bố thông tin rằng thợ lặn hải quân Mỹ đã lợi dụng diễn tập BALTOBS-22 của NATO hồi tháng 6 năm 2022 để cài thuốc nổ điều khiển từ xa dưới đường ống Nord Stream. Các vụ nổ xảy ra sau đó 3 tháng, ở ngoài khơi Đan Mạch và Na Uy đã phá hủy 3 đường ống trong hệ thống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Theo Hersh, chiến dịch này do Tổng thống Joe Biden phê chuẩn, có liên quan đến cơ quan tình báo trung ương kia và nhóm chuyên trách của Hội đồng An ninh Quốc gia, với sự hỗ trợ của tình báo và hải quân Na Uy. Nhà Trắng, kia, Na Uy đều bác bỏ thông tin. Nga và Trung Quốc trong khi đó kêu gọi Mỹ giải thích với thế giới về sự việc và đề nghị mở cuộc điều tra quốc tế để làm rõ. Ukraine phủ nhận liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream. Ukraine tuyên bố không liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream sau khi truyền thông Mỹ cho rằng một nhóm thân Kiev đã thực hiện vụ tấn công. Đó không phải hành động của chúng tôi, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleg Reznikov nói với phóng viên ở Stockholm, Thụy Điển, trước cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu EU hôm nay, đề cập đến các vụ nổ phá hủy đường ống Nord Stream trên biển Baltic hồi năm ngoái. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Bodanyak trước đó cũng đăng Twitter rằng Ukraine không liên quan gì đến vụ nổ ở biển Baltic và không có thông tin nào về nhóm phá hoại thân Kiev. Bình luận của giới chức Ukraine được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ hôm 7 tháng 3 dẫn các nguồn tin giấu tên. Trong giới tình báo, ngoại giao phương Tây cho hay, các điều tra viên vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã phát hiện dấu hiệu cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine từng bàn về khả năng tấn công đường ống này trước khi xảy ra vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022. Nhóm thân Ukraine này sau đó có thể đã tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức phương Tây cho rằng dường như Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức ở Kiev không liên quan tới sự việc, do Ukraine không muốn làm tổn hại nền tảng ủng hộ của phương Tây dành cho mình. Tuy nhiên, vụ tấn công cũng mang lại lợi ích cho Ukraine khi khiến Nga mất đường ống chuyển khí đốt đến Tây Âu, từng mang lại nguồn thu lớn. Vụ nổ cũng góp phần làm phức tạp tình hình năng lượng châu Âu, gây khó khăn cho các đồng minh chủ chốt của Ukraine, đặc biệt là Đức. Một quan chức an ninh phương Tây cấp cao cho hay họ chỉ phát hiện các dấu hiệu này sau khi vụ tấn công đường ống xảy ra, khi tình báo Mỹ và châu Âu rà soát dữ liệu để tìm manh mối. Theo đài truyền hình AFPR và tạp chí Đài Dài của Đức, các điều tra viên Đức tin rằng nhóm phá hoại gồm 5 người đàn ông và một phụ nữ. Họ đã sử dụng hộ chiếu được làm giả một cách chuyên nghiệp để vào Đức và thuê một con thuyền xuất phát từ cảng Rostock của nước này tới nơi gây ra vụ nổ. Truyền thông Đức cho hay, các điều tra viên đã phát hiện dấu vết thuốc nổ trên bàn trong khoang lái của con thuyền. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius kêu gọi các bên thận trọng, tránh đưa ra những cáo buộc vội vàng về vụ nổ đường ống Nord Stream. Đó cũng có thể là một chiến dịch cờ giả được dàn dựng để đổ lỗi cho Ukraine, ông Pistorius phát biểu tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU ở Stockholm. Cờ giả là hoạt động được dàn dựng nhằm đổ trách nhiệm cho bên khác. Khả năng bên này hay bên kia là thủ phạm đều ngang nhau, ông nói thêm.
Nghi vấn về vai trò của Ukraine trong vụ tấn công được nêu ra hồi cuối năm ngoái, khi các điều tra viên không phát hiện bằng chứng nào cho thấy sự liên quan trực tiếp của Nga với vụ nổ đường ống. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần này gọi vụ tấn công đường ống Nord Stream là hành vi tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng đối của châu Âu, thêm rằng không nên suy đoán ai đứng phía sau cho tới khi hoàn tất điều tra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bày tỏ hoài nghi về thông tin trên truyền thông Mỹ, cho rằng thủ phạm thực hiện vụ tấn công đang muốn đánh lạc hướng dư luận. Làm sao các quan chức Mỹ có thể đưa ra nhận định mà không cần điều tra? Ông Peskov nói, kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream thúc đẩy điều tra minh bạch và nhanh chóng. Thụy Sĩ phản đối xuất khẩu vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Thụy Sĩ Alan Berset cho biết nước này phản đối xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, do điều này vi phạm chính sách trung lập của họ. Theo khung pháp lý của Thụy Sĩ, không thể thực hiện được điều này. Tổng thống Thụy Sĩ Alan Berset ngày 7 tháng 3 cho biết, đề cập đến các đề nghị xuất khẩu vũ khí, trang bị quân sự tới Ukraine. Chính phủ cùng Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ muốn và phải duy trì khuôn khổ pháp lý đó. Tổng thống Berset đưa ra bình luận sau khi Đức đề nghị Thụy Sĩ bán lại xe tăng Leopard 2 cũ mà nước này đang niêm cất cho tập đoàn Rheinmetall. Đức cam kết số xe tăng mua lại từ Thụy Sĩ không dùng để viện trợ cho Ukraine, thay vào đó bù đắp thiếu hụt trong quân đội các nước thành viên NATO và Liên minh châu Âu EU. Thụy Sĩ không phải thành viên EU, song áp đặt một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau động thái tương tự của Liên minh. Các biện pháp trừng phạt hoàn toàn phù hợp với tính trung lập của Thụy Sĩ, Tổng thống Berset tuyên bố. Bất chấp áp lực từ Ukraine và đồng minh phương Tây, Thụy Sĩ tới nay vẫn từ chối cho phép các quốc gia tái xuất vũ khí do họ chế tạo sang Ukraine. Quốc hội Thụy Sĩ đang cân nhắc một số sáng kiến nhằm nới lỏng quy định về tái xuất vũ khí, song tiến trình này có thể mất nhiều tháng. Tổng thống Berset cho biết Quốc hội Thụy Sĩ có nhiều khả năng thay đổi luật. Nếu Quốc hội đồng ý thay đổi, chúng tôi sẽ làm việc theo khung pháp lý mới, song điều này sẽ mất thời gian, Tổng thống Berset nói. Luật là luật, không có ngoại lệ. Trong bất cứ hợp đồng bán vũ khí và vật tư quân sự nào, Thụy Sĩ đều yêu cầu đối tác không chuyển giao chúng cho nước thứ ba, nếu không có sự đồng ý trước của Bơn. Đây là thông lệ được quốc tế công nhận rộng rãi. Trong trường hợp bên thứ ba là quốc gia đang liên quan tới xung đột vũ trang trong nước hoặc quốc tế, Thụy Sĩ sẽ từ chối cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí, đạn dược. Trạng thái trung lập là một trụ cột trong chính sách an ninh và đối ngoại của Thụy Sĩ. Điều này đồng nghĩa Thụy Sĩ không thể tham gia vào xung đột của hai quốc gia khác, cũng như cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp hay gián tiếp cho bất cứ bên tham chiến nào. Luật xuất khẩu vũ khí và các nguyên tắc chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ dựa trên đạo luật vật tư chiến tranh, trong đó quy định kiểm soát sản xuất và chuyển giao vật tư quân sự cùng công nghệ liên quan, đồng thời duy trì năng lực ngành công nghiệp quốc phòng phù hợp yêu cầu của đất nước. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Mỹ có thể tìm cách lắp tên lửa tầm trung cho tiêm kích Ukraine. Mỹ đang nghiên cứu cách vượt qua loạt rào cản kỹ thuật để lắp tên lửa tầm trung AIM-120 cho tiêm kích MiG-29 Ukraine, theo quan chức giấu tên. Ba quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm 7 tháng 3 cho biết, giới chức nước này đang tìm hiểu liệu tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, vốn được thiết kế cho tiêm kích phương Tây, có thể được triển khai trên chiến đấu cơ MiG-29 theo chuẩn Liên Xô của Ukraine hay không. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu Mỹ cung cấp tên lửa không đối không cho phi đội tiêm kích Ukraine, bổ sung đáng kể năng lực tác chiến cho không quân nước này trong bối cảnh Kiev và Moscow chuẩn bị mở những chiến dịch tấn công quy mô lớn trong mùa xuân. Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ tiêm kích hiện đại như F-16, nhưng Washington và các đồng minh nhiều lần từ chối. Thay vì cung cấp F-16, giới chức Mỹ đang tìm những phương án lắp khoảng trống cho Ukraine, như trang bị tên lửa diệt radar AGM-88B HAM và bơm dẫn đường GDAMR cho tiêm kích MiG-29. Không quân Ukraine đang sở hữu một số tên lửa AMRAAM do một số nước châu Âu cung cấp, nhưng chúng chỉ được sử dụng trên các hệ thống phòng không mặt đất như NASAMS. Hai quan chức Mỹ thừa nhận quá trình đánh giá đã chỉ ra hàng loạt thách thức về kỹ thuật trong nỗ lực gắn AMRAAM cho MiG-29. Tên lửa AMRAAM sử dụng bệ phóng khác với giá treo của tiêm kích Ukraine. Hệ thống điện tử của quả đạn cũng không tương thích với radar và thiết bị trên những chiến đấu cơ MiG-29 ra đời từ thời Liên Xô. Các hệ thống của Mỹ và Liên Xô khác nhau đến mức tên lửa không thể trao đổi thông tin với máy bay. Quá trình đánh giá đang ở giai đoạn tìm phương án lắp tên lửa lên máy bay, cũng như tìm cách kết nối các hệ thống của phi cơ với loại vũ khí không nằm trong thiết kế của nó, một người nói. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do bí mật quân sự. Giới chức Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin. Không quân Ukraine vận hành phi đội tiêm kích hạng nặng Su-27 và chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 từ thời Liên Xô, cùng cường kích Su-24 và Su-25 có tuổi đời khá cao. Mỹ đang tìm cách nâng cấp khả năng tác chiến cho lực lượng này,
thay vì cung cấp tiêm kích như F-16, vốn đòi hỏi quá trình huấn luyện kéo dài và phức tạp cho phi công cùng kỹ thuật viên. AIM-120 AMRAAM là tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động, có thể hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Đầu dò radar chủ động cho phép tên lửa ứng dụng nguyên lý bắn và quên, giúp máy bay không cần liên tục khóa mục tiêu sau khi phóng đạn và thoát ly khỏi đòn bắn trả của đối phương. Phiên bản AIM-120A nguyên gốc có tầm bắn 50 km, trong khi biến thể AIM-120C7 hiện đại được Mỹ bán cho đồng minh có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 105 km. Đây là một trong những vũ khí đối không chính của tiêm kích Mỹ và đồng minh, bên cạnh tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder. Nhà sản xuất Raytheon cho biết, dòng AMRAAM đang trong biên chế của Mỹ và gần 40 quốc gia trên thế giới. Nga muốn Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream. Hạ viện Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra các vụ nổ dọc đường ống Nord Stream và đưa thủ phạm ra trước công lý. Ủy ban các vấn đề quốc tế Hạ viện Nga đang soạn một tuyên bố, trong đó kêu gọi Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra, đưa ra đánh giá pháp lý đối với hành vi phá hoại đường ống Nord Stream và buộc kẻ đứng sau hành động đe dọa an ninh Âu phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban, thông báo trên Telegram ngày 14 tháng 2. Bản tuyên bố gửi Liên Hợp Quốc này có thể được các nghị sĩ bỏ phiếu trong phiên làm việc ngày 16 tháng 2 của Hạ viện Nga. Tuyên bố được soạn theo yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin sau khi nhà báo điều tra kỳ cựu Mỹ Seymour Hersh đăng bài viết cho rằng Washington đã phá hoại Nord Stream để đối phó Moscow. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric ngày 14 tháng 2 cho biết để mở cuộc điều tra, họ cần có sự ủy quyền từ cơ quan lập pháp của tổ chức. Dujarric cho hay ông không có thông tin gì về nguyên nhân đường ống Nord Stream phát nổ và sẽ không đưa ra bình luận gì thêm. Nhà báo Hearst hôm 8 tháng 2 cho rằng vào tháng 6 năm 2022, thợ lặn hải quân Mỹ đã lợi dụng diễn tập BALTOVS-22 của NATO để cài thuốc nổ điều khiển từ xa dưới đường ống Nord Stream. Các vụ nổ xảy ra sau đó 3 tháng đã phá hủy 3 ống dẫn. Theo Hearst, chiến dịch này được Tổng thống Joe Biden phê chuẩn, có liên quan cơ quan tình báo trung ương kia và nhóm chuyên trách của Hội đồng An ninh Quốc gia, được sự hỗ trợ của tình báo và hải quân Na Uy. Nhà Trắng, kia, Na Uy đều bác bỏ thông tin. Trong khi Nhà Trắng gọi câu chuyện của Hearst là hoàn toàn giả tưởng và không đúng sự thật, Bộ Ngoại giao Na Uy khẳng định cáo buộc này vô nghĩa. Hearst là nhà báo điều tra nổi tiếng vào những năm 1970. Ông là người phanh phui vụ thảm sát Mỹ Lai và bê bối lính Mỹ tra tấn tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib ở Iraq năm 2004. Hearst cũng từng đăng các bài viết với nội dung trái ngược tuyên bố của Nhà Trắng về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011. Tuy nhiên, ông gần đây hứng chịu nhiều chỉ trích vì những thông tin không có nguồn rõ ràng, mang tính chất của thuyết âm mưu và quá dựa vào các nguồn ẩn danh. Trang điều tra Bellingcat từng chỉ trích ông vì đưa tin không đúng về các vụ tấn công hóa học ở Syria. Sau bài viết của Hearst, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ giải thích với thế giới về vụ nổ Nord Stream, trong khi Moscow cảnh báo sẽ có những hậu quả đối với Washington sau sự cố này. 4 vị trí rò rỉ trên hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được phát hiện cuối tháng 9 năm 2022 sau những vụ nổ lớn. Hai vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và hai nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Cơ quan an ninh Thụy Điển phát hiện dấu vết thuốc nổ còn sót lại ở khu vực đường ống Nord Stream bị rò rỉ. Cục điều tra chung Thụy Điển, Đan Mạch kết luận sơ bộ rằng các vụ nổ liên quan hành vi phá hoại có chủ đích, nhưng chưa công bố bên chịu trách nhiệm trong vụ nổ. Nga nhiều lần tuyên bố phương Tây đứng sau các vụ nổ ảnh hưởng đường ống Nord Stream, song không cung cấp bằng chứng. Đình công, biểu tình khắp Hy Lạp sau thảm kịch tàu hỏa đối đầu. Hy Lạp tiếp tục đối mặt loạt cuộc đình công và biểu tình khắp cả nước sau thảm kịch tàu hỏa đâm trực diện khiến ít nhất 57 người chết. Hàng nghìn người Hy Lạp hôm nay lên kế hoạch đình công để bày tỏ thái độ giận dữ với vụ tàu khách đâm trực diện tàu hàng cuối tháng trước. Cuộc đình công dự kiến có sự tham gia của người lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể sẽ gây cản trở những dịch vụ giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe điện và xe buýt. Chúng tôi sẽ buộc ngành đường sắt phải an toàn hơn để không còn ai gặp tai nạn bị thảm như sự việc ở Tempe. Chúng tôi sẽ thực hiện trách nhiệm với đồng bào và các đồng nghiệp đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, Công đoàn Đường sắt Hy Lạp tuyên bố. AD, công đoàn đại diện cho hàng trăm nghìn lao động khu vực công, cũng kêu gọi đình công một ngày và biểu tình phản đối tội ác giết người. Các nhóm giáo viên và học sinh cũng thông báo sẽ tham gia tuần hành. Loạt cuộc biểu tình dự kiến diễn ra rầm rộ nhất bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hy Lạp, ở thủ đô Athens. Cuối tuần trước, Athens ghi nhận hơn 10.000 người tuần hành trên khắp thành phố, với hàng trăm quả bóng bay màu đen được thả lên trời để tưởng niệm các nạn nhân. Đoàn tàu chở 350 khách từ Athens tới thành phố Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp, tối 28 tháng 2 đâm vào tàu chở hàng khi vừa ra khỏi đường hầm ở Larissa, miền trung nước này. Cú đâm trực diện khiến ít nhất 57 người chết, đa số là sinh viên.
giám đốc nhà ga thành phố Larissa, nơi xảy ra vụ tai nạn, phải đối mặt với cáo buộc giết người do sơ suất và đã thừa nhận một số trách nhiệm. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đang bị chỉ trích sau thảm kịch tàu hỏa, đã xin người dân tha thứ và cam kết giải quyết sự việc tới cùng. Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp Kostas Karemanlis cũng đã tuyên bố từ chức. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.